cảnh thiên thai, du dương tiên nhạc trón bồng lai, hạc vũ oanh ca cao phòng đã dậy bảo tòa. Dậy bảo tòa có đôi thượng đi gần xa tiếng đồn, chốn kim môn ra vào tấu rộng đền bồng lai, kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vần. Tà lòng yếu hồ đua vân, hậu sơn vượng khí minh đường suối trong, nhị nhân lòng thủy huyền giao mạch, đền bồng lai tiên thanh giáng sinh. Hiền xanh công chúa sơn tinh ra ngà phóc ngọc dáng hình thanh tao, về cốt cách ai nào dám đỏ tiếng anh linh, đã tỏ gần xa mỉm cười tươi tốt cửa khoang. Tươi tốt tựa hoa, dung hiểu điệu nét na muôn phần, áo chàm xanh quần chân khăn chít vai đeo gùi, lưng dắt dao quay rườm rà cô vấn mái tóc mai. Cô vẫn tóc mai non tiên, cô đúng đỉnh kìa khắc hài ngao du, khắp bản mường non tiên vui thú chơi mường vang, mường đồng mường thàng mường đi để nhận các làng. Trùng điệp đôi ngàn bao la, khi cô qua sân phong yên thượng vượt sông Đà, thẳng hướng thung nai nhớ như lược dắt châm cài. Nhớ nhớ
trăm tài quân tiến hội nghị mấy bài sai đôi nàng. Có khi qua non tiên đà bắc trái bốn mùa cảnh sắc đôi nơi tiện đường ngoạn cảnh kim bôi. Ngoạn cảnh kim bôi trăm hoa đua thắm cảnh trời phố hương. Khách qua đàng ai người lịch sự sai cô hầu ra thử trêu chơi nếu là tâm đức hơn người. Hộ cho tốt như tươi muôn phần. Dù ai mà tham sân còn vướng cố chỉ đường, dẫn hướng cho đi mở lòng quảng đại tử. Quảng đại từ bi bảo dân hộ quốc phù trì tứ phương. Họ nhà Mường đâu đâu cũng phục nhờ ơn của Bách Phúc Đề Đa. Họ Cao, họ Bạch, họ Hà. Tam giới cờ an tăng duyên trường sinh thọ sự phát đạt kim cứ vì Việt Nam quốc. Hà Nội thành phố Mỹ Đức huyện An Mỹ xã Tảo quê thôn hiệu cư trú tại Phú Xuyên huyện Phú Túc xã Lưu Thượng thôn Y Vô Linh tử xứ Thượng Phùng. Phật thánh nghiêm cung hạ thiên tiên lễ phát tấu biểu điệp quan đơn văn thỉnh Phật thanh tướng tiên chúa lâm đàn cửu niên trình đồng viên mãn sáng tạ hồng ân cung nghinh tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh đệ nạp kim hoa ngân thuyền thoi voi ngựa bàn xa tặng vật ngàn bài công sơn tràng hiến nạp linh tài cung kính các tòa cung nghinh loan giá trắng giáng dương đồng nguyện cầu y hà bói linh ấn quyết cứu dân độ thế cứu khổ độ mê bách gia trăm họ lộc tài vượng tiến tăng duyên trường sinh thọ sự y hà kim thần đệ tử thanh đồng y hà nguyễn thị lan anh hiệu diệu khoái minh châu tự trần bản bệnh sinh ngư giáp tuất niên hành canh tam thập tuế hiệp đồng bản mệnh đẳng cận thủ kim nguyệt cát nhật lương thời kiên thỉnh đạo lưu tiểu vu tự sư tu tiết tam giới cờ an pháp đàn chu viên nhi tán bản đàn thần đắc thử lai từ cận án giáo khoa phục hành pháp sư kim phát công văn hạ hạ thỉnh biểu nhất họp thượng hạ phong ấn cụ toàn tướng phiền thần ngữ cẩn cẩn tê vệ phần quốc lưu ni cung tấu tiến thiên kim ngưỡng cung tấu tiến địa phủ phong đô cung tấu tiến thủy phủ phù tăng cung tấu tiến dương phủ đại nhạc cung tấu tiến
Kỳ tại vân trình chi chung bán không ma yêu vô đắc trở duyên thời khắc hữu quay. Phật hóa giáo chung hữu ha hộ chân ngôn vãn phản thăng hoàn hàm tuân. Phật chỉ phong hỏa phụng hành phân minh thông tiến tu trí quan phát giả hữu quan ngưỡng. Phi thiên tật điệp sứ giả án hạ chuẩn tử. Thiên phủ tứ thiên sứ giả án hạ chuẩn tử. Địa phủ riêng ma sứ giả án hạ chuẩn tử. Thành sứ giả án hạ. Đương cảnh thổ địa linh quan án hạ chuẩn tử hữu điệp thượng thiên hạ đô đại thành hoàng đài y vương tử hạ. Tư chúa tử hạ. Kim liên thái tới trịnh vương hành khiển trí đức tôn thần tử hạ. Đương cảnh thành hoàng bảo thủ tối linh tôn thần tử hạ. Tự công thân sứ giả danh từ văn đạt công tào lý văn minh huyền công tào cao tế dân nhật công tào lâm nguyên thanh thời công tào hoa tấn hương nghi hàm thường giới công tào tiêu công đô trung giới công tào trịnh nguyên đi hạ giới công tào trương nguyên bá thượng giới đường hoành tâm từ tử nguyên trung giới át ủng võng tử tử sơ hạ giới chu vũ ni tử tử trung đồng tê biểu trạng thân quan đương điệp nghệ trí thiên a đình tỷ lư phật tại chiêu hóa tự chứng minh công đức thành tiểu đệ tử nguy pháp bút phi trương phổ cáo thập phương biến cập thiên địa thủy quan hàm sử văn chi hữu công thành tiểu tuế thứ quý mão niên tam nguyệt nhị thập ngũ cát nhật thời cố quan cố điệp đương đàn pháp sử thần tướng tự pháp an phúc hy hành thần đệ tử phục vọng thương gia thanh gia tướng lâm phục tiến biểu từ long đình ngọc bề hoặc đồ di thất tự hoặc đề cơ cải thất hàng cảm phiền sứ giả cung cất trợ di vật cẩn phước hoặc tiếp nghệ quan âm khai thông thiên ất ngọc nữ bồ tát phục tiến đơn trì kim quyết đồ thành phủ thân giang cách thị chi tưởng giá tật tâm chú lâm lễ phó đàn tràng chứng minh công đức phục di chứ thành chi cảm thị thánh thị hiền khứ nai ô ức chi giang các cả tu du chi thế không duy sứ giả bảo phật hội hạ cả trọng tân nữ đi sinh sĩ tướng mạo khôi kỳ hồng uy lâm tiền mi tụ thanh tú nữ tụ tăng thư tam nữ tuần du tư hương rất nhờ kim na trà tú hương nam tâm quý vị nghi đức quả lam kinh giáo trần thông tính sở cáo giả vọng kỳ thiên thiên thành thứ tất thành hữu trùng trùng kim nữ số điểm quan đơn văn kim ngân tài mã giúp bằng phóng hô hỏa hoa kim thần tín chủ nhất tâm cờ khẩn đảo ngưỡng phiền sứ giả tốc tê trình hoàng một thiên ma chu chẳng diện tình văn phổ trà nghệ thiên đình khai thông đạo lộ tê thử biểu tiền đối tam phủ đấu phân minh chư phật văn chi lai giáng hạ phúc lưu tín chủ thọ trường sinh ô vị sứ giả ra đông tiến tờ văn cam rốt ở tham quan biểu số trận tôn gia tốc hóa tuyên trình chư phật cố tông hoang bảo trạng vân tiền tinh tổng giá đại hình tông quá đa thiên nhãn tư gia cam băng phi thiên tật tiệp sứ giả danh từ tốc cô quyết tí tì thử tấu tịnh như phật bồ tát văn tự kính nghệ quan minh đăng đô bảo vật hội hạ phụng tố đơn trì thông trần trạc ý tả thủ phục nga minh thủ khuyên mã phục minh thánh giác tê tử tấu tân văn tự kính nghệ thiên phủ tứ thiên sứ giả danh đoàn tử du quyết tí họ cần là đầu thiên môn long bàn đề trí tà thủ phục họp hiếu thủ khiên mã phục minh thanh giá ti thử tấu thân văn tử kinh nghệ thiên phủ chư thiên thiên chúa cập thanh trung thanh tiền địa phủ diêm ma sứ giả danh triệu công anh quyết tị hồi cần là to liên định thiên nhan trần bạch tà thủ phục nam hiếu thủ khiên mã phục minh thanh giá ti thử tấu thân văn tử kinh nghệ địa ấy phủ thiên tử cao thanh trung đắc tiền thủy phủ không hạnh sứ giả danh tự nước nghị quyết hợp thì tấu cung thiên đế bề hà long côn tả thủ phục hòm hiếu thủ khiên mã phục minh thanh giá đi thử tấu thân văn tử kinh nghệ thủy phủ đại thiên long chúa phát hải long vương cập thanh trung thanh tiền đương cảnh thổ địa liên quan danh tự kỷ tiến kiết dần bồi cần tấu long trì thường cung bệ hạ tấu nghịch thanh gia cẩn nhà tê công điểm thân văn thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương cập đường do thành hoàng ti chu giả tư hạ lục nguyên sứ giả đệ tử đình đồng ngũ vị sứ giả thông nhật thời bồ tát duy lạc phong biểu an hà đê chuyên quan tâm dẫn độ khai thông tiên đất long sa dũng dược vân mã vô trì tật tốc chỉ huy phi đặng thực đế vi kim tín chủ đầu tiếp đê đạt di văn
Thiên phủ tí tí, địa phủ tị ngọ, thủy phủ hơi thi, thổ tuệ dân nuôi, tiên trị tí, nguyệt trị xỉu, nhật trị cân, ở trị ngỡ trị ngọ, bốn ngũ lôi phát hỏa đài, hỏa vắt đan điền mẫn, ô kim phát hỏa ngọ, hỏa chưa thứ hương dầu, thiên hỏa xỉu, địa hỏa tung, tam muội chân hỏa ly, công giáng vận từ ngọ, bốn phát thiên hỏa mão, thiên dương mãnh hỏa thân, hỏa thăng thiên thượng thì, hỏa cứu thiên ma ba tuần ngoài đào di lưu trở tiền trả nghiệp thân hình thiên khai tí, địa tịch xỉu, hộ sinh nhân dân, kim thần đệ tử phục tống thiên đình dịch tí chịu dân máu thì uống tốc khai thiên môn hồng pháp, uống tốc khai điện môn hồng pháp, uống tốc khai thủy môn hồng pháp, hợp minh thiên đế nhiệt nghiệp viên quang, thanh nghi sứ giả thìn, bạch y đồng nương hai, di đạo phụng biểu a lan tê trương, quan âm rất lồ chịu, ngọc nữ khai trương họ, kim đồng bút ký tí, kim thần đệ tử cơ đảo sở nguyện tiêu tình ú mani bát miên hồng, phù trì tứ phương họ nhà mường đâu đâu cùng phục, nhờ ơn cô bách phúc đề đa, họ cao họ bạch họ hà. Họ cao, họ bạch, họ họ quách, họ xá, cùng là họ đinh. Tăng tinh tình, tăng tinh tình, đàn thân phách trúc gió đổi thông, vang khúc tiên ca tượng sơn đùng đỉnh hái. Tượng sơn đùng đỉnh ngay trà, cam tươi cô chảy dâng tỏa sơn trang, chúa ngoan thuyền ban thánh pháp luyện tiên đan, cứu hộ quần sinh ai mà lỡ dở nhân tình. Ai mà ai mà lỡ dở duyên tình, cô sẽ chỉ thắm gia đình ấm êm. Dù ai mắc ưu phiền mệt mỏi, lễ cô thời bệnh khỏi tan không, lá rừng cùng nước suối trong. Lá rừng cùng nước suối trong, ân phụ bi chú sạch không tức thời, khắp muôn nơi ơn nhờ thánh đức cô phù trì, quốc thịnh dân an thành, tâm lễ tạ cô ngàn. Chân chấm cài lược sắt đầu bóng huê cài, chôn hiên mai cành hồng thấp thoáng, cô đôi ngàn đa đáng mẫu nhiều, đêm đêm khăn túi nâng điều ý à. Bài sai đôi
thông dung nghe tiết ngày hỷ lành nghe. Tiệc mở thông dung thỉnh tam tọa thanh mẫu nghe hội cộng đồng mẫu giang nghe đàn từ xuyên thiên thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên thiên thanh văn công chúa thượng thiên mẫu ngự về lô hương xa nghiệt phàm xứ mong mân sư phật phải hơi thất sắc văn tùy sư kết tương vân thanh nghi vương ngân sư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cán bồ tát ma tát nam mô hương vân cán bồ tát ma tát nam mô hương vân cán bồ tát ma tát thanh gia hai hồi cung đề nhị địa tiên cung thỉnh hiền mời mẫu đệ nhị địa tiên đích xưa sinh thành trong đền sóng sơn Di Đà Phật chân ghi sắc tướng hảo đoan nghiêm vô tuân bạch ngọc ngũ vi la hán bức trường thanh tứ đại hải quang trung hóa phật nam mô thanh tượng địa bồ tát ma tát nam mô thanh niên địa bồ tát ma tát nam mô thanh tượng địa bồ tát ma tát thanh gia hai hồi cung thanh bóng đệ tam mi cung thỉnh nghỉ mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ mẫu ngự đền thì thoại cung giới định chân nương phân khởi xung yên tương đề tử yên thanh yên tại kim lô phong thành khắc nhân luật tức viên mãn tập phương tích cực xa du viên nạn tiêu nai trường nam mô hương vân cánh bồ tát ma tát nam mô hương vân cánh bồ tát ma tát nam mô hương vân cánh bồ tát ma tát thanh gia hai hồi cung có lệnh truyền ra đức thánh ông nghi có lệnh truyền ra quân quan thị bộ cùng là chư binh hộ binh tao phạm làm thành
đội vạn cương nguyễn anh truyền thiên đội vạn cương đức mong bây giờ sắc dáng anh định trước cả bảo hộ gia đình sau ra thưa chóc tà tinh phanh để quý ra trần thế biết thành văn sớ dâng lên tương lai văn sự dâng lên đức ông cầu đôi chùa phê gió sang vì cho vì đời tràn sinh nan quốc thái nghe sướng ca chơi bởi quần thần phải đạo đàm tôi phục dĩ đông a khải thánh nam nhạc giáng thần hoàng an dân tỳ thế chi công uy sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đăng hiển tích thanh sử lưu danh viên hữu vì Việt Nam quốc Hà Nội thành phố Mỹ Đức huyện An Mỹ xã Tảo Khê thôn hiệu cư trú tại Phú Xuyên huyện Phú Túc xã Lưu Thượng thôn Y Vũ Linh tự sứ thượng Y Hà Phụng Đại Vương Yên cúng lượng tiền tiến lễ phát tấu biểu điệp quan đơn văn thỉnh Phật Thánh Tướng Tiên Chúa Lâm Đàn cửu niên trình đồng viên mãn sám tạ hồng ân cung hình tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh đệ nạp kim ngân thuyền thoi voi ngựa bàn xa đẳng vật y hà bãi cống sơn trang hiến nạp minh tài
cùng hình đoàn gia chắc dáng dừng đồng chúc thánh vạn an, nguyện cầu bản mệnh dĩ đắc bình an bói linh ấn quyết, nguyện cầu cứu bách gia trăm nghi họ cứu khổ độ mê, nguyện cầu y hàm gia chúng lộc tài vượng tiến tăng duyên trường sinh thọ sự kim thần. Đệ tử Thanh Đồng Nguyễn Thị Lan Anh hiệu Diệu Phái Minh Châu tự Trần bản mệnh sinh ư giáp tuất niên hành canh tam thập pha tuế hiệp đồng bản mệnh nghi đẳng sự tức nhật ngưỡng can thanh thính phủ giám phàm tâm ngôn niệm thân đăng sinh cư hạ phẩm hạnh đổ thanh quy tuy sinh thành tố bẩm ư thiên nhiên bảo hiệu toàn bằng ư thánh lực cũ phim khấu đảo hạt đắp an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ hữu sớ văn kiền thân thượng à tấu thần cung duy trần triều hiển thánh nhân võ hưng đạo đại y vương thượng thượng đẳng tối linh ngọc bệ hạ trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thánh tiền trần triều tam tòa tôn thánh chư vị đức ông hoàng hậu cung phi vương cô công chúa thánh nghi tiền trần triều vương tử vương nữ phò mã gia phong thánh tiền trần triều tả văn quan hữu võ tướng bộ hạ linh quan vị tiền cung vọng đại vương đống thủy chiếu giám phục nguyện dương dương tại thượng chạp chạp quyết linh bố thí thi nhân trừ tà phụ chính tỷ thần đệ tử phúc lai tai tống tứ thời vô hạn ách chi xâm cát tập hung tiêu ba tiết hữu trinh tường chi khánh gia môn hưng vượng nhân vật bình an nhất thiết sở cầu như ý ban ban quả ý toại đán thần hạ tình vô nhậm khinh thiết bình doanh chi chi cẩn sơ thiên vận quý mão niên tám nguyệt ý nhị thập ngũ nhật thần đệ tử khấu đầu hòa nam thượng sơ sai triển hương hạ bút phê sai cảm phiền dư tướng đạo thái độ chỉ tặng sai binh bộ binh tùy hữu sai binh tùy ra đi ầm ầm sữa hồng cắm hướng trung tâm ông Nguyễn Căn Cao lợi quả mình đạt và hiệu trên vị đức đồng tiền nhật ở tu thiết kim ngân tài mã từ hai mảng lục bộ nhà Trần chịu vua bản đền phủ tu thiết kim ngân tài mã để trình phủ xuất thủ thanh đồng kiện cờ bản mạnh bình an hay đàn duyên cửu niên nhé sự lý ông thành ông Nguyễn tu thiết trên dây cho bản đền thứ hoàng tặng kim ngân tài mã long chu phượng mã từ hai mảng đến nạp kim tài quy các tòa tạ đàn khánh khánh tán cửu niên trình phủ xuất thủ đồng qua thỉnh văn mời quan về và đáng đề những vụ chứng để đơn giới hoàn trọng khi sự đỏ tỏ lực hiện nay thì đi lại chết là chúng bản đền phủ cho bản tự nhang khói công sự sáng hoa chiều nước nhang khói bản tự để trung lòng đền phủ để cho cách ra tầm họ dân thượng ngân hạt trồng cậy ăn mày rồi bỏ trên hai nhà của bản tự nha thì chúng đàn duyên cho thực hiện chúa vàng để chạm cho họ nguyện chiều nay thì đi lại ăn căn ăn xuống rồi đình ngùng tráng kiện đồng soi ứng sáng đừng sang bóng lịch nói mình nghe về để soi cả mấy tường cho ứng nhiều quyết để làm việc để cứu dân độ thế cứu cổ độ mê nhá làm đâu để được đó thì để ban danh thiện cho thân này cái tiếng cửa anh em quan nhé chứng tâm cho họ các thanh đồng đỡ quan đại đàn hát cùng với đối bên chúng anh chị bây giờ trong họ đương nhận nhật có chút thời gian đến dự đàn duyên cho họ Nguyễn quan độ cho các gia trùng bản mạnh bình an giao dịch thương mại đông lộc tàng kiến cờ tài cho tài của lộc công thành tranh thuận viên trợ phúc ấm gia trùng gia nào vàng đó nhé. Thank you.
quân đi kéo đi đường đường chinh chinh cơ đội nào nghiêm chỉnh trước cung sau quân đi thì hiền quân bộ đùa nhau quân nghe lỡ đôi lặng đầu nghĩ càng sông thanh gia ai hồi cùng đời trần thị ý mở mang nam hải đức ông định làm tài dòng soi kim chi thanh gia ai hồi cùng hoa anh đường thần thiên vương vô định nhất ni đức mạc nghỉ hương cô nổi dấu nghỉ chậm quanh thanh gia ai hồi cùng trên toa vàng công ơn phật hạnh nghe dưới điện tiền phục sự vương cô đôi nghỉ thanh gia ai hồi cùng cửa suốt tờ mờ trong dài cửa suốt nghi tờ mờ chất thoi cô mẹ cô trèo đỏ quận sang thanh gia ai hồi cùng đền thờ thanh công lập bờ hướng đông nghi trông ra cửa biển mênh mông sóng cao thanh gia ai hồi cùng tam vị chúa tiên cung thịnh mời tây thiên xuống đệ nhất anh linh xuống ngự vị thanh gia ai hồi cung nguyện hồ sang văn đi xua bói nguyện nở hồ bắc gia nghe thế xuống lắc người thân dần vườn mùa sắp hai hàng châu chúa sơn trang canh khuya tiếng suối dịu giang nhảy dưới chân đít này khúc hành vân nghe như gió dục ngờ mây vật ý nghĩ bà hỏi khách rằng ai biết
sơn trang rừng vắng chốn. Tiên nữ trên đời chắc rằng tiên nữ trên đời mới ba bốn tuổi bà nói đời tiên chi, song thân những nhiều khi sầu khổ ngẫm xưa ngay nhang kim nang cổ mấy ai chắc rằng tiên nữ trên đời. Với một quả công tiền đài tiên cháp nâng sơn màu xanh nhạt, chuông ngồi đó đồng đầy mà đau xót thương cho phàm trần, còn bao kẻ u mê có một người con gái thôn quê sớm sinh mắt đắng tối nhỏ bóng. Trăng thanh gió mát
sáng bên lầu hoa ca. Sương răng khói tỏ mịt mờ, sớm xong sườn môi. Chiều tà mây trôi, tinh 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 tàng tinh tay múa mồi và đẹp làm sao. Tinh 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 tàng tinh tay múa mồi. Tiền múa sóng đắng, sóng nắng chua múa dịu dàng hoàn hai. Lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm tôi đốt chân đi hài sao hoa. Chứa bà đẹp như sao bắt đầu ngân hà, môi son ba phấn, tóc đa sơ phấn.
chiều rằng nàng cúc đường. Chim na ca vượn hót nắng bên đường hoa sen. Khắp chuyện nạ trên trời mà dưới bể, có những điều không thể mà tìm sai. Từ sinh nha vẫn hạ trong nhà. Mà hề quê nhà lầm ao, anh linh thật tử tiến xuống bà đệ tam thành đá hồi cùng năm yêu gió sang năm hương nghi năm yêu gió sang ngô phương bạn cảnh tiên tài sắc hoa thành ra hồi cùng phùng mang đến đinh để nhất tôn hoàn đi phùng mang đến đinh sao y sát quỷ qua lớn sự tình nghi trong à. Thành ra ai hồi cùng sơn lệnh sơn thiêu nông sơn xa nghi sơn lệnh sơn thiêu. Đua nhị trên cành nhà trong đua nhị trên cành nghỉ sơn trang quan giang sát yến quỳnh quỳnh yến quỳnh của nhà bè bài ơi biên chép chẳng sai số nào ba quan văn võ bội tàu khi ra mi bể ngọc khi vào mà tỏa chữ hương thank you.
khai quang thâm kỳ diệu khai quang chiêm tự trung ngà tích tăng cúng sang kim hùng hoàng tân cẩn thanh xua tiên sùng phương văn sơ sức lên thương lành văn sơ sức lên ông vì tô đôi xua về gió sang vì cho nhị từ tràng sinh phần cái tai như đương trần nhân nhật để ăn thì các tháng nào thì đó vọng muốn nhất thiết thì thành không để nhật chân tâm về cửa hàng quan để cấu đầu tạ lễ cửu niên trình phủ chủ tinh đồng cùng hình là giá dáng đồng chúc thánh bản an hiền vũ ưng long thập phương an lợi lạc tân hội đắc an độc tản tiên thành công tỉnh mười quan về đáng đền phủ hết chúng bản đền phủ bản tự nhau có sự sáng hoa chuyển nước để phụ tự trên đi kinh thánh để cho dân tộc đàn hạt trên tàm lộc lộc làm ăn mọi sự anh thông nhé để đủ chứng từ đơn sớ vào trạm phê chữ đỏ mọi vật thượng trình thượng thiên hạ trình để phủ nhà tiên đội cho họ Nguyễn từ nay thì ăn căn đàn số ăn tổ đình căn danh diện đã được sang bóng sáng đồng sáng bóng lịch nói soi tỏ hay tưởng nói người nghe để cho tay ân giải quyết để làm việc cứu dân được thế cứu khổ độ mê được dần trở lại sao con ra về nhá. Thêm danh đức tiếng của anh quan chứng tâm cho đồng đạo quan đại đàn hát cùng với đôi bên đồng anh đính trị cách ra thăm họ công trực của anh quan đổ cho các chúng ta chung bản mạnh những an thân công tái mình diễn trường công việc làm ăn giao dịch thương mại hàng thông công thành thanh đạt chuyên nhân trợ cửa tài quan gia tài cửa công lộc mọi sự cho các chung để sở cầu nhé.
phong tôn quan đệ nhị, đấng anh tài quốc sĩ vô song, bèn vang mắt phượng dấu rồng, dung nghi tuân tú uy phong khác thường. Chân sơn lâm hùng cường uy vũ, lệnh sắc rồng nghi cai ngự nam thiên, phong tòng vâng lệnh kiều thiên, thanh sơn bích động mọi biệt quan cao. Chốn điện đài uy nghiêm đồng đồng, phép thần thông chỉ dũng ai được, ngự trên hắc hồ uy cường, đi mây về gió bốn phương quán độ người. Phật Như Lai, Phật Như Lai phám kinh tam tạng, hiền công tô sáng dạng dư muôn, ba ngàn thế giới tượng đường, trầm lẫn bề khổ tìm đường lánh xa. Thành ra hồi cung thái tử đệ tam phong tôn thần, thỉnh lớn đệ tam hùng binh quán cổ đánh ra đinh tử. Ngân sở bắc nghi đối vọng hồng, soi dạng ý tam minh còn vua, thủy quốc động đình đệ tam thái tử dạng sinh, để dòng long thành thắt mất tuần nha nghi tấu vì thị phổ dương gian các tòa tiền đình xuân no diêm làng văn sớm dâng lên thương lại văn sữa dâng lên ông vì tâu đôi chưa phê gió sang về cho nhị từ tràng sinh
đệ tử trường sinh về cho nhị tử trang sinh chữ phu chữ quý mọi đường hành thông chứng rằng sở nguyện tỏng tâm nên ghế họ Nguyễn Quan đặt an căn ăn số ăn tổ tiên đình từ nay trở đi từ khi đến hậu phục sự bản đến phục viên tối thứ anh linh đồng con hương bát ngàn đệ tử võ linh chiếu quyết tay ấn tay quyết tay phủ tay phép các nơi tung hoành văn cho cứu người khổ độ người mê cứu đô được quý cầu tài quan cho tài rồi quan cho đồng rồi mới quý sở tổng tâm a di đà ngày ông để phát ông nguyễn nhất tưởng bản thành nhân tâm về tổ chứng tổ nhân viết kinh nguyện đại bá để soi mạng cùng với các tòa tạ thù ơn địa thánh cửu niên chỉnh đồng tam cổ chức cổ đồng sở dụng mạnh an đại hưng chỉ cho mời có về các đáng đền cổ viết và chứng bản đền cổ phản tự nhau có sự được cho và tự mạnh khỏe mình vẫn không có ứng sự cho bản thân hạ dân thôn bản hạng sở cầu và đảm tải của pháp luật chứng từ biên giới vàng cánh trạng cho họ biết từ nay thì lại an căn ngăn số chủ lý đình đường sang bóng sáng đường sáng có bị sự đền phủ của chúng dân được thế cho ấn cho khuyết để dân dẫn các đệ tử khách cần lại các gang về để cứu dân được thế cứu khổ của mình được phần cho đạo sang về làm đâu thì được đó nhá. Chứng tâm cho đồng tạo quan đại đàn tiếng hát cùng thế đối bên đồng anh chỉ các anh họ đường để các nhận tu em tâm về của anh quan quan chứng minh đức đổ cho trong khu chỗ nhà chung các gia chung bản mặt bình an thân con thắng đồng chí lên trường vạn sự cho anh thông độc tài tiến nhá. Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
ngài sống pha trăm trận dạ như không. Ra tay cứu nước trường nguy biên, tiếng đi ngàn thu với non sông. Vào Nam họa đồ đây, về tuần vươn thải ngược đến tiên hoàng, dạo chơi núi đổ sông Nam, cắm xào chơi bên Na Hàng mười ngày. Lệnh chuông truyền treo mây ngược thác, nào thác nghe lại thác khuây nhị, khuây mẹ khuây sung có khi, thác tiên anh cũng lại đi xia vàng ngày. Sông khuây sơn nối dài bắc cạn, tới sông Ngân làm bạn với sông Mèo, truyền cho quân sĩ đua trèo, về chơi bạch hạc xuôi theo sông Đồng Đồng Đồng. Sông Nam Nam thượng cầu sông Đuống, sông Thái Bình chảy xuống Kinh Môn, sau sông Trấn cả Càn Khôn, theo dòng sông Cái đổ dồn về xuôi. Tiếng quân reo đón cười sóng giả, tiếng chuông cổng đừng cả muôn nơi, đông chu xuống biển đêm trời, đến rừng xuống suối ra khơi quan về. Đạp sóng cồn nước tuôn đôi ngả, nãy về miền sông cả sông Thao, ngòi nâu ngòi hút ngòi sao, tam giang tư thị kê giao quan ngự về. Thành ra ngồi cùng ban phong trói trói sắc rồng, quyền quan đệ tử huy hùng dậy vàng. Thanh gia hồi cung Ninh Giang sinh có an quê nhà, danh nam cổ thích ngự tòa ngồi cao. Thiên thai quan tuần gia ngự cốt đắt bầy, tư cổ nghĩ gì lại bao phen xuất nhập tràn đài. Đào lạt đi quê huyện vui vầy, tiếc xương càng đi phượng mùa mới đôi bên mình đang ngân giờ, phượng mùa đôi nhà bên quả
quan tuần chắc nghi giáng ngự trên y sập công đồng hiền. Thiên đội vạn cơ lệnh truyền, thiên đội vạn cơ các quan bây giờ chắc dáng anh định trước cả bọn hộ gia đình sóng ra thô chóc tà tinh phen tùy ra trần thế biết tay này văn sơ dâng lên hương lai văn sữ dâng lên ông vì tâu nơi chép biên rõ ràng về cho đôi chữ tràng sinh nhị tự tràng sinh phê cho nhị tự tràng sinh chữ vô sư quên mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện tổng tâm thế công danh từ Ninh Giang Linh Tử quan theo ban giám ngự bản địa chứng tâm chứng lễ tử đương ra sớ tử làm lái trạng quan độ cho lính ghế họ Nguyễn Quan An Can An số An Cổ Thiên Đình Tử hai tuổi đi tử chi trở lại bản mệnh bình an lộc tài ngộ đến bói đi chế quyết
cùng sự bản điển tinh phúc điển tối tú anh tinh đương quân hương bát ngàn đệ sử tình để tay ấn tay quyết tay phủ lên phép các nơi tung hoành quan cho cứu người khổ độ người mê cứu yêu được lấy ra đạo được tinh xương cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc sở nguyện như ý sở cầu tài trong a di đà phật đại quan không cần được cái tình có sự a di đà phật sang tai trong ngày nhật nhà hàng cát nào đó họ Nguyễn xin cư chỉ chuyển địa số bậc cùng cha chấn đính lại chấn đồng mạnh trọng ở thiên đình để chuyển cái nơi tứ phủ trên một cánh nước đất thiết thành đến thân thể rồi anh em quan để cứu thuyết cho mình trở mã thành hoàn hảo thiên đình nhân độc bộ nhà trần để trình tứ phủ xuất thủ thiên đồng chuyển cầu giải mạnh nguyên an và cảm kiến người đàn duyên cửu niên tuyên mãn họ Nguyễn nhất tâm được hoàn thành thu viết trên trời như mạn để thân giới hoàng trạng kim minh giải mã cung kính các tòa thu hơn hưởng thánh cung minh và giáo giáo đồng chúc thánh thọ cửu hương trường tiền vũ hương long thập phương an lợi lạc gia nội vĩ đắc bình an và tàng kiến đàn duyên mời được quan về quan chứng tiểu đơn giới hoàng trạng chứng cho họ Nguyễn từ nay thì quy lại được bản mạnh bình an an căn an số trở về đình quan phê đỏ bỏ nhục tượng trình thượng tiên hạ trình về địa phủ hương cung đổ cho họ Nguyễn ban danh diện cho đồng sang bóng sáng đồng sang bóng lịch hàng ngày nhang khói một đền phủ lên phúc điện sáng hoa chiều nước điện phủ hương long để cho tay ấn tay quyết cứu dân ở thế cứu phủ mê lục vật lại đọc xa cho về chật con công bắt ngài đại tử thơm danh tướng cửa anh ngang quan nhé qua chứng tâm cho đồng đạo quan tại đàn tháp nhìn thấy đối bên đồng anh chỉ bách ra dân họ khâm phục cửa anh quan quan độ cho thành phố nói chung các đơn hội tận các tỉnh nam thân mong thái nguyện những trường phản thành tâm được bản kiến cờ tài để quan gia tài và quốc lộc sông tranh ơi hỡi bến sông tranh trăm nước còn kinh trận tung hoành lấp liệt tung hoành gương trang si nghìn năm con đi dẫu anh linh ai có về sông xanh có nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt dẫu rằng nước chảy cánh bông hoa trôi dòng sông tranh kia dù cạn công ơn người vẫn mãi còn nghĩ khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn mật đã dày thân cơ cửa sông đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập đền thờ quan tuần tranh
trên bát ngát đôi nhong châu hổ phục, dưới tam đầu mường quần khúc trầu, đôi nhân giờ phượng múa đôi bên, quan tuần sắc dáng ngự trên sập công đồng. Bàn phòng kín chi tam giới, hành chấp tà sát quỷ sư tinh, tôn quan tuân ngài vạn phép muôn linh, quyền nông cai quản tướng sư dinh nhà sơi. Thánh gia hai hồi cung, bác hải đồng đình con vua cha, bác hải đồng đình tôn quan điều thất anh linh hát thường, thanh gia ai hồi cùng triệu tường con vua tướng ai, đời vô lê thái tổ quản cai triều đình, thanh gia hồi cùng đền dòng hôm mai số ba đi nhất vui vẻ đền đường sông ngày xưa phủ tia lâu hồng vào ai hồi cùng nam thiên đế thích truyền phong sinh ra công chúa nối dòng lê gia thịnh sầu đệ nhị chết ngàn chim bay về ngàn tôi đêm canh canh nguyệt ngàn sao phượng lòng lành đi.
Độ
phân gần phân sai, bà độ cho già trẻ gái trai đồng gia thịnh vượng hân hoan đi độc tài. Bà về ao chích quầy chân trong cài đường sắt đồ bông hoa cài bóng thiên thai cảnh hồng thấp thoáng giá ngự đồng xa xa mẫu yêu đêm đêm khăn tuổi nước keo ngày ngày trang điểm dâm dịu vào xa gót điện gót ngọc hài hoa bây giờ đã tới canh ba mươi hồ tà. Sâu về bách điều sớm chiều ca vàng tay hơi đôi tay hơi để bạc sân vàng đem cho trăm họ đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang quyền châu cai bảo đất hà giang ý. Quyền châu hai sam sập ngàn sông. Quyền cai tám thập ngàn tầng khẽ suối một bầu tiêu sao sông trời ngàn quý ngàn đào mây gió đúc hại thác rẻ khi bẻ cành quế tay tìm cành hồng thành ra hồi cung. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật to nhỉ.
xa là mắt vượng long lanh mày hoa tươi tốt tóc xanh sườm xa vẫn y hậu tu điểm bầu xa y a y a